thì nhiều người cũng đồn đoán là sụn sườn co ngót này rồi nó sẽ bị biến dạng sau một vài năm. Thì cá nhân chị đã trải nghiệm 2 năm rồi, thì chị cảm thấy cái đồn đoán này có đúng hay không ạ? Không, đương nhiên là không có cái vấn đề như họ đồn đoán. Mình thiệt nghĩ là những cái người đồn đoán là họ chưa từng phẫu thuật, cho nên họ chỉ nói những cái họ không hiểu. Còn khi mình đã từng phẫu thuật là mình thấy rõ ra là không có vấn đề gì lo lắng. Chào chị, rất vui vì chị đã nhận lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thì em được biết là trường hợp của chị là đã từng nâng mũi sụn sườn 2 năm rồi, đúng không ạ? Thì chị có thể giới thiệu mình sơ lược cho các bạn khán giả cùng được biết không ạ? Mình tên là Hồ Thị Cát Tường. Mình dòng Huế cho nên cũng hơi khó nghe một chút, nhưng không sao ha. Mình ở bên Mỹ này. Và hôm nay là mình thật sự là cũng rất là mừng tới trung tâm này, gặp lại bà Phương này, cũng kiểu lời cảm ơn đến bà. Là cái mũi của mình là mình phải nói là happy. Thì em cũng có nghe chị chia sẻ là mình đã từng nâng 2 lần và kỳ vọng của mình là sửa lại sao cho nó bình thường như người ta, đúng không ạ? Thì chị có thể mô tả lại giùm em 2 lần trước cái vấn đề của mũi mình bị như thế nào ạ? Điều thứ nhất là cái mũi mình về lâu về dài rồi xuống mà xuống nhân tạo nó biến dạng này. Người khác nhìn vào là biết ngay là sửa mũi à. Làm thẩm mỹ là phải đẹp để làm xấu thêm nữa. Cho nên mình rất là buồn. Rồi mình hy vọng lần thứ hai là sẽ cải thiện hơn. Nhưng mà người ta cũng tư vấn với mình là mũi mình chỉ cần bỏ tí nhân tạo vô cũng ok rồi. Cũng tin tưởng và làm. Nhưng thật sự cũng không hài lòng. Không những từ tí rồi mà không có niềm tin vào việc làm mũi nữa, phẫu thuật mũi nữa. Có nghĩa là chị đã từ bỏ cái định làm mũi nữa rồi và chấp nhận cái mũi đó trong bao lâu chị? Cũng là vài năm. Vài năm mà mình sống với cái mũi đó thì mình không hài lòng nhưng mà mình đành phải chấp nhận, đúng không chị ha? Cho tới khi mà mình thấy người em gái của mình làm mũi với bác sĩ Phương quá đẹp, nó tự nhiên nó thôi thúc mình một cái cảm nhận là mình phải đến bác, đúng không? Khi chị đến bác thì chị có tìm hiểu thêm nhiều nơi không? Hay là chị chỉ có quan tâm với bác Phương thôi? Có chứ. Có dạ. Tìm hiểu nhiều nơi chứ. Nhưng cả chị cũng bằng tai nghe bằng mắt thấy được. Cho nên qua người em gái thì mình ok, quyết tâm thử một lần nữa. Khi mà mình làm mũi sụn sườn thì trước đó mình đã có lo lắng nhiều hay không? Và sau phẫu thuật thì cái cảm nhận của mình về cái phương pháp này như thế nào? Thật sự là mình không lo lắng. Bởi vì cái sụn sườn ít nhiều mình cũng tìm hiểu rất là nhiều. Đó là cái vật tư thân, chứ không phải là cái sản phẩm silicone hay bất cứ nhân tạo bên ngoài vào. Cái thứ hai nữa là mình thấy là bác cũng rất là nổi tiếng vì rất là nhiều người nói về bác. Mà cái thứ ba nữa là qua em gái mình là nhân vật sống, cho nên mình ok. Và sau phẫu thuật thì chị cảm thấy cái phần sườn cũng như phần mũi của mình nó có ổn không? Hay là nó quá đau đớn? Không, nó rất là tự nhiên à. Mình cảm thấy nó còn nhẹ nhàng hơn 2 lần trước nữa. Hay là do tâm lý của mình thấy thoải mái. Thấy do khi bác phẫu thuật xong cái mũi mình thấy cái dạng mũi mình vừa ý, cho nên mình tâm lý mình thoải mái, cho nên cũng một phần mình cảm thấy không lo lắng. Ngoài ra chị còn nhận được cái clip trung tâm gửi lại về cái ca phẫu thuật của mình nữa, đúng không? Có. Nên là mình càng yên tâm hơn về kết quả cũng như là quá trình thực hiện vậy ha. Vậy thì cho em hỏi chút xíu nè, là mình đã trải nghiệm cái sụn sườn này 2 năm rồi, thì nhiều người cũng đồn đoán là sụn sườn co ngót này rồi nó sẽ bị biến dạng sau một vài năm. Thì cá nhân chị đã trải nghiệm 2 năm rồi, thì chị cảm thấy cái đồn đoán này có đúng hay không ạ? Không, đương nhiên là không có cái vấn đề như họ đồn đoán. Mình thiệt nghĩ là những cái người đồn đoán là họ chưa từng phẫu thuật, cho nên họ chỉ nói những cái họ không hiểu. Còn khi mình đã từng phẫu thuật là mình thấy rõ ra là không có vấn đề gì lo lắng. Cái thứ nhất là cái cấu trúc mũi toàn sụn sườn toàn phần là từ thân. Cái thứ hai nữa, vào những nơi mà trung tâm uy tín, những nơi có những bác sĩ lành nghề chẳng hạn, thì tự nhiên mình thấy không có gì mà phải lo lắng. Và cái đó là cái yếu tố mà mình dựa vào. Vậy thì cái cảm nhận của chị khi mà đã từng thực hiện với sụn nhân tạo và sụn tự thân là sụn sườn, thì chị cảm thấy hai cái cảm nhận giữa hai cái loại sụn này nó có khác biệt hay không? Quá khác biệt.
sau 3 tháng thì cái dạng mụn cũng như cái phần mụn của mình á, nó rất là tự nhiên, giống như là cơ thể của mình không có vấn đề gì nào trở ngại hết. Thời gian qua thì mọi người đón nhận cái chiếc mũi của chị như thế nào? Tất cả anh em chị em hay đồng nghiệp của mình á, xung quanh á, là khen vô cùng, khen là mũi đẹp. Từ mình họ đi giới thiệu rất là nhiều anh chị em khác, mình cũng rất vui vì cái điều đó. Chị cảm thấy cái mũi này mang lại điều gì cho mình? Từ sự thuận lợi, từ sự tự tin trong cuộc sống. Và em nhìn cái gương mặt chị rất là tự nhiên và phúc hậu nha. Nếu như mà em gặp chị ở ngoài mà em không biết thông tin chị từng nâng mũi với chị Dương Phương, có thể em không phát hiện ra là mũi mình đã từng nâng. Đúng rồi, rất nhiều người bạn bè chị họ nghĩ, họ cũng nói câu như vậy em vậy. Ngày hôm nay thì rất là vui vì chị quay trở lại Việt Nam và ghé thăm bác sĩ Trần Phương, cũng như là gửi tới các bạn, những người chưa yên tâm về nâng mũi sụn sườn có thể nghe những cái nhắn nhủ của chị ha. Thì một lần nữa đi, em nhờ chị mình dành một cái lời khuyên dành cho những ai mà ở nước ngoài muốn về Việt Nam nâng mũi, hoặc là những ai đang muốn chọn nâng mũi sụn sườn chẳng hạn, thì chị sẽ nói với họ điều gì ạ? Tại thời điểm này á, nâng mũi sụn sườn thì là một công nghệ rất là tốt, giúp rất nhiều anh chị em á, có được chiếc mũi vừa ý cũng như là thằng thật mà không phải lo lắng về hậu quả hay hệ lụy về sau. Mình cũng rất nghe nhiều nơi nổi tiếng, nhưng mà bác Phương cũng là một trong những cái sự lựa chọn cần thiết và đúng đắn để mọi người đến với trung tâm. Cho nên là mình mong muốn quá mình á, anh chị em có thể thấy đó mà có cái động lực cũng như cái niềm tin đến với bác mà nâng mũi giống mình. Cảm ơn chị rất là nhiều và hy vọng là chuyến về Việt Nam lần này sẽ có nhiều cái trải nghiệm thú vị cho chị ha. Và cuộc sống khi mà mình quay trở lại Mỹ nó sẽ luôn luôn gặp thuận lợi, may mắn. Cảm ơn chị, em chào chị ạ. Cảm ơn, gửi lời chia chị, cảm ơn bác Phương.